Các bạn hãy nhìn vào tay của chính mình và quan sát cái điều bí ẩn này. Nếu bàn tay ai mà đầu đường sinh đạo có xuất hiện rất nhiều những cái vết cắt ngang chằng chịt như thế này, đây sẽ là tín hiệu nói lên của người có xuất thân vô cùng vất vả. Họ sinh ra trong một cái gia đình hoàn cảnh thiếu thốn, không có đủ đầy, và cuộc đời khi mới bước ra lập nghiệp sẽ gặp vô vàn những khó khăn cản trở, phải đối mặt với rất nhiều những thất bại khiến cho bản thân vô cùng khốn đốn. Tiếp nữa, dấu hiệu này còn phản ánh một phần, đó là những bậc sinh thành ra họ, tức là cha mẹ của họ, rất khó có thể hòa thuận được. Nếu bạn nào mà sở hữu một đường chỉ tâm đạo, cái giai đoạn đầu này nó phân nhánh chẽ làm hai như thế này, đây là một tín hiệu tốt, là người có tính tự lập, tự cường, luôn luôn muốn giải quyết công việc của chính bản thân mình bằng chính đôi tay của mình và không muốn nhờ cậy một ai cả. Bản thân họ rất ngại khi mà nói ra một cái câu nhờ vả đối với tất cả những đối tượng xung quanh, kể cả những người thân nhất. Và cái dấu hiệu đặc biệt cuối cùng, đó là người sở hữu đường chỉ sinh đạo về cuối phân nhánh chẽ làm hai. Đây là cái dấu hiệu rất thường gặp. Theo kinh nghiệm xem chỉ tay biết bao nhiêu năm nay của mình, thì người mà có dấu hiệu này nếu lập nghiệp ở xa quê hương sẽ dễ dàng thành công hơn. Có rất nhiều vị khách đặt lịch coi, họ làm hoài ở trên đất quê hương nhưng mà vẫn không đủ ăn, nhiều khi còn rơi vào vòng phá sản thất bại. Nhưng gặp một biến cố, họ rời quê hương xa xứ sở, làm ăn trong mấy năm tự nhiên cuộc đời khá lên, kinh tế ổn định hơn. Thì đây là một cái kinh nghiệm xương máu mình muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn nhé. Nếu ai mà lập nghiệp ở trên đất quê hương, làm hoài làm mãi không thấy khá, thấy trong mẫu bàn tay của bạn có dấu hiệu này, thì hãy mau mau chóng chóng chuẩn bị vác ba lô đồ đạc mà đi nơi khác làm ăn nhé. Những quý vị nào thấy những lời mình chia sẻ nãy giờ là đúng với chính cuộc đời của các bạn, hãy đừng chần chừ bình luận ngay dưới cái video này nhé, để cho mọi người cùng chiêm nghiệm